Debbie. Ừ. Wow, tôi tưởng là anh ba thổi kèn chỉ hù dọa thôi, làm gì rầm rộ vậy? Dạng thế quan giành không lại cái bãi xe thì tìm người phóng hỏa đốt bãi luôn. Bây giờ anh ba rất là nóng giận, ra lệnh rồi chém chết hắn ta. Cầm lấy đi. Má mi, má có biết nhân viên lúc nãy chảnh chọe lắm không? Con nhất định sẽ kiện lên quản lý của cô ta. Con chạy, đừng chạy. Đừng chạy. Không được chạy. Chờ bao. Đừng chạy. Chuyển luôn. Đi lại. Nè. Đi lại. Mami. Kim Thắng. Không sao chứ? Ông xã, sao lại đỡ giùm em nhát dao đó? Em là vợ của anh mà. Ông xã, ông xã, ông xã, ông xã, ông xã, ông xã, mau gọi cảnh sát đi. Kim Thắng ở đâu? Cậu mau nói, Kim Thắng đi đâu rồi? Xảy ra chuyện gì vậy? Dì đã đi khắp ổ của hắn và quán bar cũng không thấy hắn. Dì hỏi cậu, hắn ta đang ở đâu? Con không biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao trên người con đầy máu vậy? Bộ con bị thương hả? Máu này là của Thế Quan. Kim Thắng to gan đến mức kiếm người chém tụi con. Con xem chúng là mất mạng rồi. Bây giờ Bái Kỳ bị thương rồi. Cậu thương với hắn như vậy, chắc chắn cậu biết hắn đang ở đâu. Mau nói đi. Con buông tay ra trước đi. Buông tay đi. Có gì từ từ nói mà. Con thiệt là không biết ảnh đang ở đâu mà. Anh Giang Sơ đã nói là không biết Kim Thắng ở đâu rồi mà. Cả ngày Giang Sơ để ở nhà với má. Tôi cảnh cáo các người, đừng hòng bao che cho Kim Thắng nữa. Lần này hắn chơi lớn như vậy, tôi tìm đến cuối chân trời cũng phải lôi hắn ra cho bằng được. Cậu gặp hắn thì nói với hắn, dạng Chu Sa Qua này nói lý lẽ nhất. Hắn chém chúng tôi bao nhiêu nhát, tôi nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần. Cậu làm gì cái kiểu gì vậy? Lộn ngược hết cả nguyên lãng cũng phải lôi hắn ra cho tôi. Sa Qua, Sa Qua, Thế Quan sao rồi? Nó bị thương có nghiêm trọng không? Má yên tâm, ảnh có phúc lớn mạng lớn chưa chết được. Sao đột nhiên mới lại quan tâm ảnh quá vậy? Bộ không phải má ghét ảnh lắm sao? Bây giờ bọn con bị người ta chém, má nên vui mừng mới phải. Phải, má không thích nó thật, nhưng dù sao thì nó cũng là chồng của con, má sẽ không thừa cơ hãm hại. Và ngược lại, má không biết con đã làm vợ người ta kiểu gì. Má vậy là ý gì? Chồng của con bây giờ đang bị thương nặng ở trong bệnh viện, con làm vợ nó trong lúc này có phải nên ở trong bệnh viện chăm sóc nó, ở bên cạnh nó? Con nhìn con đi, chỉ biết tìm kẻ thù để trả thù. Nếu như bây giờ má nói những lời này là muốn xoay một vòng để bao che Kim Thắng, thì con cho má hay không thể nào. Cái thằng trời đánh đó bây giờ giúp đối phương cầm dao chém tụi con. Nếu như con đứng yên không làm gì thì dạng Chu Sa Qua này làm gì có sĩ diện nữa. Nếu đúng như Kim Thắng có lỗi, cảnh sát sẽ điều tra, cậu ấy sẽ nhận được trừng phạt đáng có. Má nói nhiều như vậy là không muốn con giận quá mất khôn rồi bỏ sót đi những điều quan trọng. Trong lúc này chồng con và con gái của con đang rất cần con. Chuyện của hai vợ chồng bọn con má không cần phải lo. Ê, cô đừng có đụng vào nữa. Bác sĩ nói vết thương của cô hơi sâu, phải xử lý thật kỹ, tốt nhất là đừng đụng vào nó. Cô à, rốt cuộc bác sĩ có nói là khi nào có thể tháo băng gạc không? Tôi cũng không trả lời được cho cô, nhưng mà ngày mai bác sĩ sẽ tới kiểm tra lại cho cô. Có vấn đề gì cô cứ hỏi bác sĩ. Sao lại như vậy?
tại sao lại như vậy? Quỷ hoại nhan sắc rồi, làm sao mà ra đường đây? Tôi không còn mặt mũi nào nữa. Bá Kỳ, bà tới đây làm gì? Bà ngoại tới thăm con. Bà đừng có tới gần. Được được được, con không muốn nhìn thấy bà. Bá Kỳ, Bá Kỳ. Bá Kỳ, Bá Kỳ, chuyện gì vậy? Đuổi theo đi. Bá Kỳ, Bá Kỳ, Bá Kỳ, Bá Kỳ. Lê Tính à, anh đang ở đâu? Tôi có thể gặp anh không? Bá Kỳ, sao cô lại ở đây vậy? Không phải cô đang bệnh viện sao? Cô tự mình chạy ra hả? Lê Tính, tôi bị quỷ hoại nhan sắc rồi, tôi phải sống làm sao đây? Vết thương có nghiêm trọng lắm không? Cho tôi coi thử coi. Đừng mà, tôi xấu xí lắm, anh đừng có coi. Không sao đâu, vết thương rồi sẽ lành mà, có đúng không? Không đâu, suốt đời này tôi cũng có vết sẹo này rồi. Bá Kỳ, sao con có thể bướng bỉnh như vậy? Có phải con sợ nhà mình chưa đủ chuyện không? Theo má về bệnh viện. Con không về đâu, má mặc kệ con đi. Con ở lại đây là muốn gì đây? Con không biết, con chỉ biết vết sẹo trên mặt của con bây giờ nó rất là lớn, rất là dài. Nó giống như con rít vậy đó. Nó rất là rùng rợn. Con sợ cái gì chứ? Bây giờ công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ rất tiên tiến, con sợ không sửa được sao? Cho dù thật sự bây giờ là có sẹo thì sao chứ? Con là con gái của dạng chua xa hoa này, con sợ không ai cưới sao? Vốn không phải là vấn đề này đâu. Má, có chuyện gì? Bá Kỳ làm sao vậy? Bá Kỳ ngoan, bà biết con gái bị trầy trên da mặt sẽ rất buồn lòng. Hay là ngày mai kêu má tìm một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tới khám, chắc đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thì đó, mình nhiều tiền như vậy, con sợ không tìm được bác sĩ giỏi à? Bây giờ quan trọng là phải bảo vệ cho kỹ cái vết thương này. Nếu như bị nhiễm trùng vi khuẩn, sau đó lại bị viêm, tới đó rắc rối hơn đó. Con muốn sửa cũng không sửa được nữa đâu. Hả? Phải rồi, về nhà trước đi. Đi về. Bà Kiên à, dắt em gái đi bệnh viện. Dạ. Yeah.